chương 692, ngựa giống, 1. Đúng như Lý Pháp nói, nơi này làm định vị không gian của Lý Gia, vào lúc tối hậu có thể trực tiếp đi từ Vũ Châu tới đây, tuy đã mở ra cách đây 1.800 năm, cho tới bây giờ chưa từng mở ra, nhưng đã sớm bị phát hiện, điểm này kỳ thật Lý Gia đã biết rõ từ sớm, mặc dù trôi qua 1.800 năm, nhưng Lý Gia tin tưởng Đông Phương gia tộc và Bắc Minh gia tộc tuyệt đối vẫn nhìn chầm chầm vào nơi này, không có người nào làm ra chuyện gì, bọn họ còn giả bộ như thần không biết quỷ không hay, không bị phương phát hiện, sau đê ó lại phát hiện có nhiều thứ không tầm thường, tự bản thân mỗi gia tộc đoán được tin tức thần Long Tiên Cung xuất hiện ở Đan Châu, như thế mới có hiệu quả nhất, bởi vì lý pháp trước kia khởi hành, đã âm thầm tìm phục cho một tán tu bị bọn họ khống chế tại thất âm tầm cung, dựa theo những gì mà trình cung nói ra, chế tạo một ít diện và dị tượng lược, mà hành động này của lý gia, cũng làm cho một gian tế của thất âm cầm cung được bố trí trong lý gia vô tình biết rõ được tin tưởng thất âm cầm cung nhanh chóng có hành động và chuẩn bị thời điểm truyền tin tức này trở về lại không có người nào chú ý tới có người lặng lẽ thoát ly khỏi đội ngũ của lý pháp lý chấn nam trình cung đã rời khỏi đội ngũ của bọn họ tiến vào đông bắc đan châu đi vào phạm vi thế lực của đông phương gia tộc đông bắc đan châu đông phương gia tộc đang đan dân đê èn kết hoa một phái vui sướng hớn hở trừ một ít nhân vật hạch tâm ra rất nhiều người không rõ chuyện gì đang xảy ra, bọn họ chỉ biết rõ, đại tiểu thư của Đông Phương gia tộc sắp xuất giá, gả cho đại thiếu gia Bắc Minh Triều của thế lực đối lập là Bắc Minh gia tộc. Dựa theo cách nói của đại gia chủ Đông Phương Thiên Báo của Đông Phương gia tộc, đây là quan hệ thông gian vô cùng vĩa, đồng thời dùng tình yêu của đôi lứa chấm dứt xung đột vạn năm nay của hai gia tộc. Từ này về sau, hai đại gia tộc sẽ liên thủ đoàn kết, nhất trối ngoại, khống chế Bắc Đan Châu thành một thế lực cường đại nhất trên cửu châu đại địa nói thiền nhiên quá dễ nghe rồi, nhưng người chính thức biết rõ nội tình lại xì mũi coi thường. Bắc Minh gia tộc nhiều năm như thế, đạt được cổ thế lực là liên minh đan sư âm thầm ủng hộ. Đông Phương gia tộc liên tục bị ánh áp, bọn họ nhiều lần muốn đem Đông Phương Linh Lung gả cho Bắc Minh triều để tìm kiếm hòa bình, nhưng Đông Phương xuất không bao giờ đồng ý. Hôm nay Đông Phương xuất gặp chuyện không may, lập tức đem Đông Phương Linh Lung gả ra ngoài, đổi lấy hòa bình tạm thời, ý nghĩa không khoáng được. Đông Phương gia tộc rất lớn đại điện to lớn cao cao tại thượng, nằm trên đỉnh núi, chung quanh có 81 ngọn núi vờn quanh, mỗi một ngọn núi đều có truyền nhân của Đông Phương gia tộc, nhưng những ngọn núi này không phải hình thành tự nhiên, mà là tổ tiên Đông Phương gia tộc tự tay bố trí thành một tuyệt địa, đem hỏa mạch dưới mặt đất đang châu ngưng tụ thành 9981 đầu hỏa long lớn nhỏ khác nhau. Đông Phương gia tộc dùng hỏa long luyện đan, đồng thời cũng tẩm bổ thai nén cho những con hỏa long này, hỏa long cường tráng một phần, Ngọn núi sẽ tăng thêm một phần, chỉnh thể càng cường đại một phần, số mệnh của Đông Phương gia dài lâu hơn một phần. Theo như truyền thuyết, nếu như Đông Phương gia tộc có một ngọn núi, có Hỏa Long phá núi thoát ra, sẽ ngưng tụ thành 81 con Hỏa Long thành một thể, trở thành Hỏa Thần Long cường đại chân chính, nhưng đây chỉ là truyền thuyết, nhưng Đông Phương gia tộc chiếm cứ một nửa Đan Châu, nhưng thế lực lại không kém gì các thế lực lớn khác trên Cửu Châu đại địa, mà ngọn núi chính cao nhất vẫn luôn là phương của nhất mạch gia chủ tương truyền tới nay, cha truyền con nối, cho dù những ngọn núi khác có thái tôn tọa trấn, cũng không có biện pháp so sánh với ngọn núi chính trải qua tích lũy vạn năm, mà vào lúc này, râu tốc trương dương, đông phương thiên báo mang theo gương mặt hỏa hồng ngồi trên địa vị gia chủ, ánh mắt nhìn xuyên qua cung điện, liếc nhìn ngọn núi phía dưới, nhìn thấy kiệu hoa của đông phương linh lung đã chuẩn bị tốt. rồi lúc này Đông Phương Thiên Báo đang đưa tay vuốt vuốt hơn 10 khối nguyên tinh lớn nhỏ như quả trứng gà những khối nguyên tinh này đang xoay tròn trong tay của hắn, tâm tình của Đông Phương Thiên Báo hiện giờ rất thoải mái, đây chính là một phần sính lễ của Bắc Minh gia tộc, đương nhiên là thuộc về hắn rồi. Đông Phương Thiên Báo vô cùng hài lòng, có thửa Đông Phương Linh Lung ra ngoài, còn có thể tạm thời đổi lấy hòa bình, đối với hắn cũng có chuyện tốt hiếm cớ, bởi vì Phương Linh Lung là uy hiếp thật sự, nếu như để nàng phát triển tiếp, mình không có khả năng cạnh tranh với nàng ta, dù sao Đông Phương gia tộc, trọng yếu nhất chính là luyện đan nếu như trình độ của Đông Phương Linh Lung siêu việt mình, lại còn trẻ như thế, nói không ngừng có thể kinh động tới những lão già bế tử quan không ra. Năm đê ó mình và gia gia Đông Phương Trung Đạo của Đông Phương Linh Lung tranh đoạt vị trí gia chủ, mình rõ ràng mạnh hơn hắn rất nhiều, nhưng bởi vì thiên phú luyện đang không bằng hắn ta, cho nên mất đi vị trí gia chủ này, làm gia chủ thật quá tốt, có tài nguyên to lớn, trách không được nhất mạch của ngọn núi chính càng ngày càng mạnh, cũng may lão gia hỏa Đông Phương Trung Đạo mất tích. Đông Phương xuất lại bị lão gia hỏa của Bắc Minh gia tộc tính toán, từ nay về sau, nhất mạch Đông Phương Thiên Báo ta sẽ nắm những phương gia tộc, ha ha, là thật, nhất định là thật, nhưng vào lúc này, đột nhiên có một người xông vào, cũng có tu vi Thiên Anh tầng 7, chính là nhi tử của Đông Phương Thiên Báo, Đông Phương Cường, thân thể của hắn to lớn, cũng giống như Đông Phương Thiên Báo, có cảm giác làm nô lệ biếp chế nhiều năm, thế sự xoay vần nên biến thành chủ nhân cảm giác toàn thân có khí tức trương dương tản ra nhìn bộ dạng của ngươi kìa giống như người bị bệnh nặng về sau ngươi là người thừa kề gia chủ lại làm ra bộ dáng lỗ mãn như thế cho ngươi đi ra một chút những người lý gia đột nhiên xuất hiện ở đây ra ra cái gì chưa đông phương thiên báo vừa rồi còn dương dương tược lúc này nhìn thấy nhi tưởng phương cường đột nhiên xông vào cho nên nhanh chóng thu hồi nguyên tinh ngồi an ổn trên đại vị gia chủ trầm giọng quát lớn nhưng đông phương cường không để lời của đông phương thiên báo vô cùng kích động nói ra, ra được rồi, ta đã cho người triệu tập tư liệu gần đây, phát hiện bọn người lý pháp đi về hướng có dị tượng xuất hiện liên tục, hơn nữa từ một ít tin tức phân tích được, khả năng lớn nhất chính là thần Long Tiên Cung sẽ xuất hiện ở gần Đông Bắc Đan Châu của chúng ta, cái gì, thần Long Tiên Cung, Đông Phương Thiên Báo vừa nghe bốn chữ thần Long Tiên Cung, đột nhiên đứng phất dậy, đưa tay lăng không bắt lấy trí nhớ tinh thạch ở trong tay của Đông Phương Cường, sau đê ó hoàn toàn quên mất những lời vừa nói với Đông Phương Cường, trực tiếp dùng thần niệm dò xét các loại tin tức tình báo bên trong. Chương 693, Ngựa giống, 2 Thần Long Tiên Cung chính là tồn tại cường đại nhất trước cả thời viễn cổ, có thể trực tiếp đối kháng với Linh Sơn. Thần Long Tiên Cung cứ cách vạn năm lại mở ra một lần, mà lần này sắp mở ra ở Đông Bắc Đan Châu, cách không được từ 1.800 năm trước. Lý gia đã mở cánh cửa không gian tại đây, không ngờ lần này hai lão gia Hỏa Lý Pháp và Lý Chấn Nam lại tự thân đi tới đây, thì ra là có bảo vật, ha ha, xem ra đã tới lúc đại vận của Đông Phương Thiên Báo ta khởi động rồi, vừa mới khống chế phương gia tộc, lại xuất hiện chuyện tốt cỡ này, Đông Phương Thiên Báo vừa xem xét tin tức bên trong trí nhớ tinh thạch, vừa hưng phấn lầm bầm lầu bầu nói ra, lập tức thông tri cho bọn họ toàn bộ xuất quan đi, trừ người nhà của chúng ta ra, mang theo một ít thái thượng trưởng lão vừa đầu nhập dưới trướng chúng ta theo ta muốn xuất phát ngay lập tức, chuyện trong gia tộc sẽ do ngươi phụ trách. Đông Phương Thiên Báo vô cùng hưng phấn, lập tức hạ lệnh chuẩn bị xuất phát. Phụ thân, ngày mai sẽ là hôn của nha đầu Đông Phương Linh Lung, người của Bắc Minh gia tộc sẽ tới đê ón người. Không đợi hắn nói xong, Đông Phương Thiên Báo vung tay lên, nói, đừng nói tới đứa cháu gái của lão quỷ chết tiệt Đông Phương Trung Đạo nữa, coi như là cháu ruột của ta xuất giá cũng biến thành người khác họ, nước đổ ra ngoài thì thôi, nếu không có gì khác, làm ra bộ dáng thu mua nhân tâm lược rồi không có vấn đề ghiều hiện tại thần long tiên cung xuất hiện chuyện nàng ta xuất giá tính là cái rắm gì đông phương cường vội vàng nói nàng ta chết rồi cũng không sao cả nhưng ta lo lắng là bắc minh gia tộc kia phụ thân ngài không có ở đây cũng phải phòng bị bắc minh gia tộc phá hư mà vào dù sao chúng ta vừa mới khống chế phương gia tộc thôi căn cơ chưa đủ vạn nhất bọn chúng thừa dịp thời hạ thủ chúng ta rất khó ngăn cản ân đông phương thiên báo nghe xong cũng nhíu mày trầm tư nói như vậy nói là gia tộc chúng ta biểu đạt thành ý đem nha đầu chiếc tiệc kia đưa ra khỏi nội thành chừng ngàn dặm không cho bắc minh gia tộc tiến vào đông phương gia tộc đê ón dâu lại khởi động hộ sơn đại trận hơn nữa những gia hỏa ngoan cố không ủng hộ ta cũng phải nói tình nghĩa sẽ không ngồi nhìn bắc minh gia tộc động tới căn cơ của đông phương gia tộc đâu sau đê ó ngươi phân tán các lực lượng giao chiến với bắc minh gia tới những yếu địa chiến lược trên mặt đất làm ra tư thái chuẩn bị từ sớm, đủ để chấn nhiếp Bắc Minh Tượng Xuyên. Vâng, Đông Phương Cường gật đầu đê áp ứng, nhìn thấy phụ thân chuẩn bị, đột nhiên hắn nhớ tới chuyện của nhi tử mình vẫn huyên náo, còn có một việc, nhất minh vẫn náo động, hắn cũng sớm vừa ý nha đầu Đông Phương Linh Lung, trước kia phụ thân không có khống chế gia tộc, nhất mạch của chúng ta còn bị àn áp, nhất minh cũng chịu lăng nhục đủ rồi, có một lần vụn trộm tiến vào gian phòng của nha đầu Linh Lung chết tiệt kia, Bi nàng ta đê ánh nằm trên giường suốt 3 tháng, còn không cho phép phục dụng đan dược, ta nghĩ, dù sao nha đầu chết tiệp kia cũng mang tặng Bắc Minh Triều, không bằng trước đê ó cho Bắc Minh hiếp nha đầu kia, sau đê ó mới tới lượt Bắc Minh Triều, loại chuyện này con phải hỏi lão tử, chính ngươi tự quyết định đi, tiểu tử không có tiền đồ, chỉ cần khống chế phương gia tộc, nữ nhân gì mà chẳng được, còn tham luyến nữ nhân này, trên phương diện tu luyện không có tiền đồ gì, nhưng lão tử cũng rất ưa thích nó biết tại sao không đông phương cường lắc đầu hát còn chưa rõ vì cái gì mà phụ thân của mình lại sủng ái nhi tử bất thành khí của mình như thế nhất là phụ thân của mình trở lại khống chế gia tộc càng cưng chiều hắn hơn nữa chỉ mấy năm ngắn ngủi đã dùng dược vật thúc ép hắn tăng lên địa anh đỉnh phong còn phía thiên anh bảo hộ cho hắn làm cho hắn chạy loạn khắp cảng bắc đan châu này vài năm qua đã thu hơn vài trăm nữ tử lão tử cũng chỉ có mình ngươi là nhi tử ngươi cũng chỉ có một mình hắn là nhi tử tiểu tử này tuy không được tốt nhưng năng lực sinh nhi tử lại mạnh hơn lão tử ta trước kia đã sinh ra ba trai hai gái mấy năm nay lão tử cố ý ủng hộ hắn ha ha chỉ ở điểm này lão tử sẽ sủng ái hắn về sau hậu đại nhất mạch của chúng ta sẽ nhiều hơn đến lúc đê ó sẽ tìm được một ít có tư chất không tệ nói cho hắn biết sau này nếu tìm được nữ nhân gì cứ tùy tiện mà chơi nếu như trong 100 năm mà hắn có thể sinh ra một vạn cháu chắc trai cho ta, ta sẽ chồng chất cho hắn lên thiên anh, ha ha, Đông Phương Thiên Báo vốn muốn mắng vài câu, nhưng sau đê ó quý nghĩ này nên rất vui vẻ, Đông Phương Cường nghe Đông Phương Thiên Báo nói như thế cũng sững sờ, những người như bọn họ một lòng tu luyện, muốn nắm được quyền lực, muốn cuộc lực lượng cường đại, cho nên có rất ít người tham luyến nữ sắc, cho nên con nối giỏi của hắn cũng không nhiều lắm vốn hắn cho rằng mình đang lo lắng nghi tử duy nhất của mình tham luyến nữ sắc mà phát sầu hiện giờ nghe được đông phương thiên báo nói như thế đôi mắt của hắn tỏa sáng nếu đê úng là như thế nắm giữ tài nguyên cường đại của gia tộc mấy trăm năm sau nhất mạch của hắn sẽ khủng bố cỡ nào trước đây ó hắn cho rằng đông phương thiên báo phóng túng sủng ái đông phương nhất minh hiện giờ mới hiểu được thì ra là như thế bắc minh gia tộc vàng phương gia tộc hoàn toàn khác nhau địa vực của bọn họ là một hỏa ngục nóng bỏng nghe nói là hỏa diễm trên bầu trời rơi xuống cửu châu đại địa, tọa thành biển lửa mấy vạn dặm, khắp nơi đều là dung nham nóng chảy. Nghe nói năm đê ó tổ tiên Bắc Minh gia tộc bụi giết trốn tới nơi đây, tiến vào một khu vực được gọi là tử vong chi địa ở khu vực hỏa ngục nóng chảy này, ngoài ý muốn đạt được kỳ ngộ, thậm chí phát hiện bên trong dung nham nóng chảy là một không gian bí cảnh cực lớn. Sau đê ó thành lập Bắc Minh gia tộc, bên ngoài là nham thạch nóng chảy và biển lửa, các loại yêu thú hỏa diễm kỳ lạ sinh sống trọng yếu nhất là hố sâu dưới mặt đất trọng chừng trăm dặm sâu không thấy đê ấy chung quanh có vô số dung nham nóng chảy từ trên đổ xuống như thác nước vô cùng hùng vĩ và sộ nhiệt độ tại đê ó vượt qua bình thường hơn nửa hỏa độc vô cùng khủng bố cho dù là cảnh giới địa anh đi tới đê ó cũng chịu uy hiếp cực lớn chớ đừng nói chi là nơi đê ó có vô số yêu thú hỏa diễm cùng với các loại nguy hiểm khác lại bị bắc minh gia tộc bố trí xuống trận pháp cường đại và âm thầm cho người ẩn nấp dò xét liên tục Hiện giờ đã biến thành một trong những tấm địa chân chính của Đông Bắc Đan Châu, ở dưới hố sâu chừng mấy trăm km, nham thạch nóng chảy từ trên rơi xuống, tụ tập thành dòng sông dung nham to lớn, hình thành liên hệ biệt với dung nham dưới lòng đất, khí tức của hỏa diễm vô cùng cường đại, ở đây có 16 cây cột dùng để ổn định không gian, mà không gian bí cảnh này vô cùng to lớn, chính là tổng bộ của Bắc Minh gia tộc, chương 694, biến động. Tuy nơi đây không có khoa trương như càng không Đan giới, nhưng so với không gian mật cảnh khác lại lớn hơn rất nhiều, rõ ràng lượt mở ra từ trước viễn cổ, còn lưu truyền tới nay. Oanh, thời điểm bọn người Đông Phương Thiên Báo nhận được tin tức, Bắc Minh gia tộc cũng nhanh chân hơn một bước, 16 cây cột tản ra hào quang chấp động, xuất hiện một cánh cửa không gian. Cánh cửa không gian này mở ra cách không xa cánh cửa không gian mà bọn Lý Pháp và Lý Chấn Nam vừa mở ra. Sau đây ó có hơn 10 cổ khí tức cường đại từ tổn bộ Bắc Minh gia tộc xuất hiện trong không trung thất âm cầm cung vốn đang chuẩn bị tiến vào nam chiêm bộ châu nhưng bởi vì tần vô ngân bị giết cung chủ thất âm cầm cung nổi giận không chịu nổi tuy hắn vẫn còn con cái nhưng tần vô ngân lại nhận được truyền thừa tiên âm hơn nữa thiên lại tiên âm của thất âm cầm cung bị trình cung đoạt đi đây ó là bảo vật nhất định phải đoạt trở về nhưng nếu quy mô lớn tiến vào nam chiêm bộ châu có rất nhiều chuyện phải cân nhắc đầu tiên đây ó chính là vũ châu lý gia sẽ thừa cơ hội này mà hành động gì hay không càng phải cân nhắc bắc minh gia tộc đang càng ngày càng bành trướng có thể nhân lúc cháy nhà mà hôi của càng phải cân nhắc lực lượng hiện giờ mà trình cung đang nắm trong tay hơn nữa trình cung và cung bằng thái tử có ước hẹn trăm ngày cho nên phải cân nhắc mấy phương án mới có thể quyết định đột nhiên lúc này nhận được lý gia vượt qua đông thắng thần châu của bọn họ đi vào phạm vi đông bắc đan châu cũng nhận được tin tức thần long tiên cung xuất thế mặc kệ thật giả có thể làm cho hai đại nhân vật như lý pháp Lý Chấn Nam tự mình đi Đông Bắc Đan Châu, đồng thời còn xuất động nhiều nhân vật như thế, tuyệt đối không phải là chuyện tầm thường rồi. Mà lúc này, Trình Cung cũng lặng lẽ chạy tới phạm vi của Đông Phương gia tộc, dọc con đường này Trình Cung đều gieo hạt giống xuống, ở các địa phương khác nhau mà thả các đội ngũ ra ngoài, dùng Bạch Khải Nguyên, Lý Dật Phong, Trình Trảm, Trình Lập, Mảnh Hổ, La Anh Hùng, bọn người đại thúc dẫn đầu đội ngũ hạch tâm, những người này vừa đi ra bên ngoài, tạm thời còn chưa biết nhiệm vụ cụ thể ra sao, tuy kéo dài qua hai châu, nhưng dùng tính huống của tán tu cũng không xảy ra vấn đề gì, nhưng trình cung vẫn giữ lại bộ phận rất lớn, chuyện bọn họ phải làm đê ó là nghe theo Bạch Khải Nguyên mà làm việc, sau đê đội các loại nhiệm vụ này chấm dứt rồi, dùng lực lượng của Minh chạy về Nam Chim Bộ Châu, đêm đã khuya, trình cung liên tiếp thả ra mấy đội ngũ cuối cùng, nhìn tình hình thiền Bắc Đan Châu khác biệt rất lớn với Nam Chim Bộ Châu, Trình Cung lẳng lặng ngồi trên thân thể của Hỏa Phượng Ma Long, tốc độ hiện giờ của Hỏa Phượng Ma Long, cho dù là Thiên Anh Đỉnh Phong cũng khó có thể chú ý tới nếu như không phải đang tập trung cao độ quan sát, hơn nữa phát hiện người có tốc độ như thế, cũng không dám dễ dàng trêu chọc vào, cho nên dù là ở Đông Bắc Đan Châu, hắn cũng không có lo lắng gì cả. Đây này, Túy Miêu nằm ở một bên, uống một ngụm rượu và nấc cục, nhìn Trình Cung, lắc lắc cái hồ lô rượu, nói, rượu đã ghiền, uống đi. Sau khi trình cung chấm dứt tu luyện, đã tiện tay luyện chế, từ khi lực lượng tăng lên, nhất định phải luyện chế rượu mạnh hơn nữa mới được, nếu không, túy niêu nói không đã ghiền, mỗi lần trình cung đều có thói quen luyện chế thâm một ít, đối với hắn chỉ là tiện tay mà thôi, ngẫm lại trước kia thật là tốt, mấy huynh đệ ngồi cùng một chỗ uống rượu với nhau, trình cung tiếp nhận hồ lô rượu của túy niêu, uống một ngụm rượu vào miệng, đúng là lãng phí thiên vật mà, rượu tốt như thế phải thưởng thức tinh tế mới được mập mạp lấy một cái chén rượu nhỏ bầu rượu nhỏ ra ngoài ngồi ở chỗ đê ó tự mình rót cho mình uống bộ dáng rất hưởng thụ lực lượng không đủ không thể uống quá nhiều thì nói không thể uống nhiều còn bày đặt nói cái gì văn thơ sắc quỷ cười mắng mập mạp đưa tay giật chén rượu nhỏ của mập mạp từ từ thưởng thức rượu này trình cung đảm hơn trăm loại dược liệu quật từ trong càng không đang giới ra ngoài lấy huyền thiên hàng thiền ti làm chủ túy luyện chế rượu cũng là rượu tốt nhất mà trình cung luyện chế hiện giờ. Phải biết rằng, huyền thiên hàng thiền ti là tinh hoa của huyền thiên hàng thiền, từ trước tới nay dùng để luyện chế pháp bảo, là bảo vật luyện chế pháp bảo phòng ngự, tình độ cứng rắn có thể nghĩ, nhưng hắn có thể dung luyện, là do hắn dùng trí dương chân hỏa của hư không âm dương đỉnh mới có thể làm được. Rượu này có tác dụng thanh thần tĩnh khí, có tác dụng rèn luyện thân thể, chỉ cần uống một chút sẽ có cảm giác nóng lạnh toàn thân, nhất định phải vận chuyển công pháp hóa giải mới được. những người khác đều dựa theo kế hoạch của trình cung mà phân tán ra, nhưng sắc quỷ, túy miêu, mập mạp vẫn kiên trì ở cùng một chỗ với trình cung. tuy hiện giờ bọn họ không thể giúp nhiều chuyện, nhưng nhất định phải đi theo. nếu không, sau này không có cách nào đối mặt với đại tẩu. mập mạp nói thì nói thế, nhưng thân phận của trình cung hiện giờ những thứ hàng tôm cá nát không đê án cho trình cung ra tay, như thế rất mất mặt. loại thời điểm này thanh lý những con hàng tôm cá nát đương nhiên là phải giao cho ba đại hại của bọn họ rồi lúc ấy lý dật phong và rất nhiều người đều muốn cùng đến nhưng bọn mập mạp lại xung phong nhận việc tư thế và bộ dáng lúc đê ó giống như sắp dốc sức liều mạng với nhau mập mạp lại nói nói đê ùa à thực sự cho rằng ta sợ đê ám người vỗ mông ngựa các ngươi chuyện giúp đại thiếu thanh trừ hàng tôm cá nát không ai đủ tư cách làm tự hại cũng không phải là cách gọi giả loại thời điểm này ai dám tranh giành ta liều mạng với người đê ó, lời thì nói thế, nhưng huynh đị theo nhau, trình cung không ngăn cản. Đông Phương Ngọc Xanh lúc này cũng ngồi một bên, lặng lặng uống rượu, tuy lực lượng của hắn mạnh hơn mập mạp sắc quỷ một chút, nhưng không dám uống nhiều, bởi vì hắn sắp đối mặt với người của gia tộc, nếu thật sự thủ, hắn có chút khẩn trương và kích động, ít nhất là không giống như trình cung, mập mạp, sắc quỷ và túy miêu, không nhẹ nhõm tự tại như bọn họ, mặc kệ chuẩn bị như thế nào, thì gia tộc của hắn cũng mạnh hơn mà bắc minh gia tộc lại cường đại hơn gia tộc của hắn mập mạp sắc quỷ túy miêu rất tùy ý uống rượu trò chuyện với trình cung huynh đệ bọn họ lâu ngày không ngồi uống rượu với nhau đề án tiếp bọn họ không uống được bao lâu sắc quỷ đã nhận được tin tình báo là trực tiếp dùng linh thạch truyền tin đắt đỏ đại thiếu có biến động sắc quỷ nhìn thấy tin tức bên trong nói căn cứ theo tin tức đột nhiên đông phương gia tộc có thay đổi sẽ bảo người của Bắc Minh gia tộc đê ón người ở cách tổng bộ của Đông Phương gia tộc 1.000 dặm, trên danh nghĩa là là tỏ lòng thành, coi trọng quan hệ thông gia, nhưng người trong tổng bộ Đông Phương gia tộc đã thay đổi, chương 695, Hỏa Vân Thành, 1. Nhất là một ít thái thượng trưởng lão, người của trưởng lão đoàn cũng xuất động người đi thị sát các trọng trấn của Đông Phương gia tộc, những địa phương này đều là yếu địa chiến lược với Bắc Minh gia tộc, xem ra bọn họ đã hành động rồi, chúng ta cũng nhanh thôi. Trình Cung nhìn tất cả tin tức này, loại chuyện thần long tiên cung, Đông Phương Thiên Báo không có khả năng phái người khác đi, mà chắc chắn chính hắn sẽ rời đi, nhưng lại lo lắng khi mình rời đi, tổng bộ của Đông Phương gia tộc không có người, cũng muốn phòng bị Bắc Minh gia tộc. Tuy hắn âm thầm đạt thành hiệp nghị với Bắc Minh gia tộc, nhưng những thứ này chỉ là thủ đoạn của song phương mà thôi, cũng không ai thật sự tin vào đối phương cả. Thành Hỏa Vân, Linh Lung, ta nhất định sẽ tới." Trình Cung uống hết mấy ngụm rượu, thân thể của hắn cũng có cảm giác mát lạnh của men say, nhìn về hướng tổng bộ của đông phương gia tộc, trong nội tâm của trình cung đang từ từ suy nghĩ, dùng thần niệm thúc giục phân thân hỏa phượng ma long bay nhanh hơn nữa, chạy tới thành hỏa vân, tuy bây giờ còn thời gian cả ngày, chạy tới thành hỏa vân vô cùng nhẹ nhõm, nhưng trình cung không tiếc hao tốn một ít nguyên tinh, không ngừng tăng tốc độ cho hỏa phượng ma long, hắn muốn dùng tốc độ nhanh nhất xuất hiện bên cạnh linh lung, thủ hộ cho nàng không để cho nàng bị bất cứ ai làm tổn thương từ lần trước xảy ra chuyện bên trong càng không đang giới làm cho tần vân nhi nhị thúc trước sau gặp chuyện không may mặc dù nói nhị thúc thọ nguyên đã hết tâm nguyện cũng thành nhưng trong nội tâm trình cung không thoải mái cho nên hiện tại người thân ở bên cạnh hắn trình cung càng cẩn thận hơn thà rằng mình suy nghĩ nhiều một chút mệt mỏi hơn một chút cũng không để cho loại chuyện ngoài ý muốn xuất hiện thành hỏa vân chính là tổng bộ của đông phương gia tộc cũng là thành thị lớn nhất, thành thị này của đông phương gia tộc khác với những nơi khác, trong thành thị dùng người thế tục làm cơ sở, ở đây tùy ý có thể nhìn thấy tu chân giả bay qua bay lại, màn phương gia tộc lấy luyện đan mà nổi danh cửu châu đại địa, cho nên bày danh trong liên minh đan sư, cũng quỵ vị rất trọng yếu, tổng bộ của đông phương gia tộc không dễ dàng cho người ngoài đi vào, mà địa phương giao dịch đang dược, dược liệu, pháp bảo của đông phương gia tộc, tu chân giả mua bán đồ vật nhiều không kể xiết, tới mua đan dược, thậm chí số lượng người cầu đan cũng không ít. Tại đây có rất nhiều tiểu gia tộc dựa vào đông phương gia tộc, mà sự phồn vinh thịnh vượng ở nơi đây vượt qua thành vân ca của thế tục rất nhiều lần. Các loại thế lực, môn phái cũng hơn ngàn, nguyên khí sung túc làm cho thân thể của người bình thường cũng cường tráng. Người trưởng thành đều có thực lực trên hoàng quốc kỳ, người có tu luyện chút công pháp, cũng đạt tới tẩy tủy kỳ. Nơi đây được xưng là nhất đại thành ngoài tổng bộ của đông phương gia tộc, cũng là thành thị màng phương gia tộc toàn lực chế tạo ra trải qua vô số đời biến hóa, cho dù người có căn cơ bình thường ở trong thành Hỏa Vân, tư chất cũng sinh ra biến hóa, nơi đây cũng là nơi cung cấp nhân tài đông đê úc nhất cho Đông Phương gia tộc. Trên thực tế, trừ Nam chiêm bộ châu ra, bản thân tất cả thế lực lớn và môn phái khác đều dùng địa phương tu chân giả kết hợp với thế tục, trên cơ bản là dựa theo phương thức của Trung Châu, tuy không có khả năng đạt tới trình độ nhân tài đông đảo như Trung Châu, nhưng từ một mức độ nào đê ó đây chính là hoàn cảnh tốt nhất cho sự phát triển toàn diện trong thành hỏa vân bởi vì ngọn núi chính của đông phương gia tộc mỗi lần có biến động sẽ xuất hiện hiện tượng đê ám mây màu hồng bao phủ mà hôm nay lại có dân đê èn kết hoa trắng trợn chuẩn bị ngay cả quân đội bảo vệ thành cũng đổi thành đội ngũ tinh nhuệ nhất nhưng sau khi đông phương thiên báo quyết định cho bắc minh triều trước đâu trong thành hỏa vân cho nên số người tụ tập tới đây rất đông đảo toàn thành bắt đầu giới nghiêm suốt đêm có người bắt đầu bố trí Khác với lúc dân đê èn kết hoa lúc ban đầu, đường phố chính và chung quanh cửa thành bố trí hàng trăm loại linh khí làm trang trí, có thể làm cho người ta bình tâm tĩnh khí hạ phẩm phong linh, cũng có thể sinh ra đủ loại mây mù, tiên cảnh linh khí truy băng, mà hương liệu trong linh khí vô cùng đắt đỏ, có khả năng giúp người ta loại bỏ tâm ma, nguyên dịch cũng không ngừng vận chuyển vào đại lộ, làm cho nguyên khí ở chung quanh không ngừng gia tăng. Tràng cảnh này đối với một ít tu chân giả cũng không có ngoài ý muốn, bởi vì thời điểm gia chủ Đông Phương gia tộc kế nhiệm, động tĩnh còn lớn hơn hiện giờ, rất nhiều người bởi vậy mặc được nhiều chỗ tốt, nhưng một ít người từ bên ngoài chạy tới, hoặc là người thế tục bản địa chưa nhiều tuổi, lại bị choáng váng vì cảnh này. Đối với rất nhiều tán tu mà nói, thứ bọn họ dốc sức liều mạng tranh đoạt, cuối khi là một kiện linh khí bình thường, bây giờ người ta lại dùng nhiều linh khí như thế với tư cách làm trang trí, quả nhiên không hổ là thế gia chân chính trên cửu châu đại địa càng có rất nhiều người bố trí các loại trận pháp thúc giục lực lượng trước khi đoàn xe đông phương gia tộc đến tổng bộ vài gia tộc ở thành hỏa vân cũng chuẩn bị chút hương vị ít nhất biểu hiện ra một ít cảm giác tiên cảnh vô số người thành kính đứng cầu nguyện bên cạnh đại lộ bọn họ nhiều thế hệ sinh sống ở nơi đây đông phương gia tộc là tồn tại giống như thần thánh so với tồn tại hư vô mờ mịt trong truyền thuyết còn chân thật hơn mà cho dù có một ít tán tu người của một ít môn phái nhỏ trong thành hỏa vân cũng trực tiếp đi theo cầu nguyện, nhưng có nhiều hơn nữa. Thừa dịp tu luyện, màn phương gia tộc hiển nhiên không để tới những chuyện như thế này. Bà mẹ nó tại sao còn chưa tới, bọn phế vật này làm việc càng ngày càng kéo dài ra, xem ra sau khi trở về, ta phải giáo huấn bọn chúng thật tốt mới được. Bên ngoài thành hỏa vân, đối mặt với phương hướng đông phương gia tộc, một cổ tọa giá siêu cấp xa hoa xa xỉ, một người trẻ tuổi nằm ở trong đê ó, mà ở trước tọa giá này là một con trâu. Nhưng con trâu này lại là yêu vương, nhưng lực lượng bị phong ấn, phải dùng bản thể lôi kéo cái tọa giá xa xỉ này. Đúng vậy, Nhất Minh ca sau này chắc chắn sẽ tiếp nhận vị trí gia chủ, nhất định phải thu thập đê ám phế vật này thật tốt mới được, nếu không sau này, bọn chúng sẽ làm cho ngài mất mặt, một đê ám gia hỏa không có tiến bộ, không giáo huấn bọn chúng một chút, bọn chúng không biết nghe lời đâu. Đến rồi, đến rồi, có thể dùng tọa giá do địa yêu vương kéo xa như thế này, không phải là ai khác chính là cháu trải của Đông Phương Thiên Báo, Đông Phương Nhất Minh, mà mấy người đi theo ở bên cạnh hắn, chính là những tên su nịnh ton hót Đông Phương Nhất Minh. Các ngươi hiểu cái lông gì? Đông Phương Nhất Minh mắng một câu, đi đứng dậy, đi lên đầu của đoàn xe, trong ngực mang theo vẻ hưng phấn nhìn về phía trước, hắn đã được lão ba là Đông Phương Cường Thông Tri, chương 696, Hỏa Vân Thành, 2. Biết rõ ý tứ của gia gia Đông Phương Thiên Báo, Đông Phương Nhất Minh đang vui mừng vì Thượng Thiên chiếu cố cho hắn, làm gia chỉ có gì tốt, trừ tu luyện và quản lý công việc, như bản thân mình hiện giờ mới tốt, những chuyện khác cũng bị hắn ném ra sau đầu, cũng chẳng muốn đi nói nhảm với đê ám tùy tùng này làm gì, bởi vì trong lòng của hắn lúc này nóng như lửa đốt, chỉ nghe Đông Phương Linh Lung sắp đi tới đây, hắn không kìm lòng được, chuyện năm đê ó, hắn lại nghĩ tới Đông Phương Linh Lung lạnh lẽo như băng, xinh đẹp như tiên, đã từng là tiểu thư hắn đã cảm thấy hưng phấn rồi đoàn xe của đông phương gia tộc từ giữa không trung hạ xuống cách thành hỏa vân chừng trăm dặm thành hỏa vân với tư cách là nhất thành thị của đông phương gia tộc cho nên gia tộc rất xem trọng ít nhất nó cũng dựng lên tình cảnh cao cao tại thượng của đông phương gia tộc nói như thế này nếu có người tu luyện nào trong thành thị này được gia nhập vào đông phương gia tộc còn tốt hơn cả tán tu được gia nhập môn phái đông phương gia tộc trong suy nghĩ của bọn họ có lực lượng và lực ảnh hưởng cực kỳ trọng đại thời điểm hiện giờ, giống như những tín đồ bà la đa thần miếu nhìn thấy thần tích vậy, cho nên đoàn xe của Đông Phương Linh Lung đi vào thành, biểu hiện, khoe khoang uy thế cường đại của Đông Phương gia tộc. Phía trước là hơn 10 đầu yêu thú cực lớn đang kéo xe, kéo một tọa giá như tiểu cung điện trôi nổi trên không trung. Bản thân của cái tọa giá này là một kiện thượng phẩm linh khí, cộng thêm người thúc dục có uy lực mạnh mẽ, nhà hoàng trước sau, hộ vệ cộng lại cũng không dưới ngàn người hơn nữa toàn bộ đều là tồn tại trên thoát tục kỳ, hạo hạo đảng đảng, đại quy mô mà tiến gần cửa thành, ngừng lại, bái kiến thiếu gia, đột nhiên nhìn thấy ngăn cản ở cửa thành chính làng Phương Nhất Minh, mà tên trưởng lão địa anh Đỉnh Phong đi hộ tống cuối chào Đông Phương Nhất Minh, sau đê ó vội vàng thi lễ, bây giờ hắn có thể ra chấp hành nhiệm vụ này, cũng là do Đông Phương Thiên báo chỉnh, mà những người khác của Đông Phương gia tộc đều muốn đầu nhập vào dưới trướng của gia chủ mới đương nhiên bọn họ không dám có chút bất kính với đông phương nhất minh rồi hơn nữa những người này cũng có phát giác thời điểm đông phương trung đạo trước kia đông phương xuất làm gia chủ tương đối mà nói rất tùy ý trừ phi có chuyện trọng đại mới dựa theo quy củ làm việc bình thường vẫn tự nhiên nhưng toàn gia của đông phương thiên báo vô cùng xem trọng mặt mũi và danh dự đã từng có vài tên trưởng lão đi ra ngoài làm việc bởi vì một ít tiểu lễ tiết bị bọn họ đê ánh chết đây cũng là biểu hiện cho nhân cách biến hóa một khi quyền lực trong tay, tâm tính cũng vặn vẹo, sợ nhất là người khác xem thường, cút sang một bên. Đương nhiên, bản thân bọn họ không dám làm trái, Đông Phương Nhất Minh trực tiếp khoát tay xua bọn họ đi, cũng không để tới bọn họ nữa, mài vào tiểu cung điện của Đông Phương Linh Lung. Đẹp, thật đẹp, ta thích nhất là dáng vẻ lạnh như băng của ngươi, có cảm giác giống như tiên nữ hạ phàm. Đông Phương Nhất Minh khoát tay, cái màn che khuất cửa vào bị sốc lên, người ngồi bên trong chính làng Phương Linh Lung nhưng sắc mặt của đông phương linh lung lạnh như băng vô cùng bình tĩnh nhìn phía trước năm đê ó chẳng phải ngươi đã nói nếu ta tới gần ngươi ba trượng ngươi sẽ giết ta sao hiện giờ ta chẳng những tới gần ba trượng còn muốn ôm ngươi vào trong ngực còn muốn đông phương nhất minh vừa nói xong trực tiếp cất bước đi vào thiếu gia nơi này là cửa thành trong nội thành hỏa vân còn có người của bắc minh gia tộc tới trước rồi còn có những người khác cũng đang nhìn tuy tên trưởng lão địa anh đỉnh phong đào nhập vào trướng của đông phương thiên báo nhưng nhìn đông phương nhất minh hung hăng càng quấy như thế bộ dáng không kiên nể gì cả trong lòng của hắn cũng rất khó chịu nhưng nhất mạch đông phương linh lung đã suy bại từ khi đông phương trung đạo biến mất đông phương xuất tu luyện xảy ra vấn đề đã triệt để xuống dốc hắn cũng không có biện pháp chỉ có thể cẩn thận nhắc nhở ít nhất đừng ở trước mặt mọi người mà diễn ra chuyện này đông phương nhất minh nghe xong nhíu mày nhưng quay đầu lại nhìn thì thấy cách thành hỏa vân không xa, cũng biết quan hệ lợi hại bên trong. Dù sao gia gia của hắn hiện giờ chưa khống chết đông phương gia tộc, cộng thêm không có năng lực chống lại Bắc minh gia tộc công kích điên cuồng. Ta vốn nghĩ còn phải chờ thêm vài năm, cho ngươi hối hận những gì làm với ta lúc trước, nhưng tên Bắc minh triều kia không chừa, dùng cái giá lớn như thế lấy cho được ngươi. Nhưng ta nhất định phải chơi đê ùa trước hắn, buổi tối hôm nay ta sẽ động phòng với ngươi trước, ha ha, đi đi trước chúc mừng buổi tối hôm nay ta muốn động phòng đông phương nhất minh không kiên nể gì nói xong quay người đi lên tọa giá của mình mang theo mấy tên tùy tùng rời đi ai vị trưởng lão kia nhìn đông phương linh lung không nhúc nhích có chút thở dài mới mang đội ngũ tiến vào thành hỏa vân đông phương nhất minh nói như thế cũng không làm cho đông phương linh lung có bất cứ chấn động hay cảm xúc nào trong đôi mắt của nàng đông phương nhất minh từ tới chân chỉ là một loài thúng dục mà thôi nếu không phải năm đê ó phụ thân khuyên bảo mình thì mình đã trực tiếp giết hắn rồi không nghĩ tới chuyện lúc trước không giáo huấn hắn hắn lại càng đắc chí càng rỡ vốn định đối phó bắc minh triều nhưng hắn đãi tìm cái chết vậy thì giải quyết hắn thôi cho dù có liên quan tới sinh tử của mình đông phương linh lung cũng không e ngại lo lắng không yên duy nhất trong lòng của nàng chính là còn có phụ thân và thanh mai mà thôi muốn nói hối hận nhiều năm như thế nàng chỉ hối hận một chuyện đê ó là mình nên cho hắn như thế nàng sẽ không e ngại bất cứ chuyện gì, trao cho người của mình thương tất cả, cũng không biết hắn hiện giờ thế nào, có lẽ yêu thú triều không làm khó hắn được, hắn nhất định sẽ quật khởi, đề án tiếp mình không thấy ngày đê ó, cũng không có biện pháp trợ giúp hắn, nhớ tới khi luyện đang cùng hắn, tu luyện từng ly từng tí, trong mắt của Đông Phương Linh Lung không có tức giận Đông Phương Nhất Minh, cũng không có nghe tiếng hoang hô trong thành hỏa vân, trong đầu của nàng lúc này chảy hình ảnh của hắn, từ từ nhắm mắt lại khóe mắt có một giọt nước mắt chậm rãi chảy xuống cảnh ban đêm từ từ tối lại nhưng cả thành hỏa vân sáng như ban ngày tại đông phương gia tộc cố ý dưới sự khống chế rất nhiều đang dược cấp thấp, thấp được phát xuống trận pháp vận chuyển ngay cả nguyên khí cũng sung túc hơn rất nhiều thế lực khắp nơi đại biểu tới thành hỏa vân cho nên chuyện mặt mũi không thể trở ngại được mà đông phương linh lung vào lúc này đang ở trong chủ điện cử thành hỏa vân tọa giá của đông phương nhất minh cũng xuất hiện lần nữa tên trưởng lão kia được thông tri nhìn thấy tọa giá của Đông Phương Nhất Minh xuất hiện, cũng rời đi. Chương 697, cướp người, một Người bên ngoài thính tại đây, người bên trong thì lui ra ngoài, bố trí trận pháp lại. Bố trí cái trận pháp gì, ta muốn cho nàng la lên, mẹ kiếp, năm đê ó. Kiêu ngạo như vậy, lần này ta phải chơi cho chết nàng ta. Đông Phương Linh Lung, ta đến đây, chúng ta động phòng nào. Hiển nhiên Đông Phương Nhất Minh đã uống không ít, cũng không có cố ý khống chế, đã say khước, hắn rất hưởng thụ loại cảm giác này. Trước kia là tiên nữ không thể với tới, nhưng lúc này đã bị hắn bắt được, đại tiểu tưởng phương gia tộc ngày trước, chỉ một câu nói cũng có thửa mình vào tửa, hôm nay cái gì cũng không phải. Đông Phương Linh Lung đang ở trong chủ điện, lực lượng bị phong bế, cho nên trong khoảng thời gian này, không ai đi chú ý tới nàng. Vào lúc này trong tay của nàng đã xuất hiện một khỏa đan dược, ánh mắt của nàng nhìn ra bên ngoài, nàng muốn thời gian quay trở lại, dù sao trên người của nàng có cấm chế của Đông Phương Thiên Báo, màn Phương Thiên Báo lại là Thiên Anh Đỉnh Phong lâu năm, muốn phá cấm chế của hắn không dễ dàng như vậy, cho dù phá cũng không thể duy trì trong thời gian dài, nàng muốn lợi dụng thời gian này thật tốt, ngươi đi tìm chết, muốn chết, muốn chết, thời điểm này, Đông Phương Nhất Minh đang đi theo vài tên tùy tùng, lão đảo đi vào cung điện của Đông Phương Linh Lung, trong miệng nói không ít lời trả sạch sẽ gì, đột nhiên trên bầu trời xuất hiện tiếng nổ vang, giống như thiên lôi đê ánh xuống đồng thời một cổ thần niệm cường hoành đang trùng kích vào hắn phốc đông phương nhất minh là dựa vào đang dược cưỡng ép tăng cảnh giới lên cộng thêm vào lúc này không có phòng bị gì cho dù cổ thần niệm này cách xa vài vạn dặm nhưng lực trùng kích của thần niệm vẫn làm hắn bị thương trực tiếp phun một nguồn máu tươi thiếu da mở đại trận nghênh địch đông phương nhất minh không có sức chiến đấu nhưng trưởng lão bên cạnh lại có kinh nghiệm phong phú trước tiên xông lên bảo vệ phương nhất minh đồng thời hạ lệnh nghênh địch âm thanh này đại thiếu làm sao có thể đại thiếu đang ở đông bắc đang châu sao nhưng đây tuyệt đối không phải nghe nhầm cái này đông phương lung linh đang ngồi trong cung điện tay rung lên khỏa đang dược cầm trong tay cũng lăn xuống đất nàng vốn lạnh như băng ngồi ở trong góc vào lúc này đẳng bật dậy nàng phi thường thanh tĩnh biết rõ mình tuyệt đối không có nghe lầm âm thanh này quá quen thuộc nhưng nàng lại khó mà tin được tại sao lại thế tại sao lại thế này sau một khắc tâm của nàng nhảy lên lẩm bẩm không ngàn vạn lần đừng đến ngàn vạn lần đừng đến thành hỏa vân đang chúc mừng cũng từ từ yên tĩnh lại bọn họ có thể cảm nhận được một tiếng gầm lên đầy tức giận mang theo uy thế khôn cùng đồng thời cũng có thể cảm nhận được tức giận ẩn chứa trong đê ó là ai dám tới đây quấy rối không muốn sống nữa sao oanh nhưng vào lúc này trình cung và mọi người đang ngồi trên thân ngoại hóa thân hỏa phượng ma long đã xuất hiện bên ngoài thành bọn họ vốn phi hành với tốc độ cao nhất mà thần niệm của trình cung đã sớm lưu điện tỉnh trong thành hỏa vân này rồi nhìn thấy đông phương linh lung ngồi chỗ kia tâm của hắn buông xuống nhưng một màn khi đông phương nhất minh xuất hiện đã làm cho trình cung bùng nổ trong tình báo của lý gia quề cập tới đông phương nhất minh chính là cháu trai của đông phương thiên báo là con của đông phương cường là gia hỏa háo sắc thành tính năm đê đó ánh chủ ý lên linh lung hiện ngay vào lúc này thằng này dám làm càng Trình Cung đã không đợi được nữa, hắn vào lúc này, đã không để cho Linh Lung chịu thêm bất cứ ủy khuất nào nữa. Thần niệm bộc phát từ cách xa vài dặm làm Đông Phương Nhất Minh bị thương, tức giận gầm lên một tiếng làm cho tất cả mọi người trong thành hỏa vân chấn động, phân thân hỏa phượng ma long xé rách không gian. Nhưng thành hỏa vân có trận pháp và cấm chế, thân ngoại hóa thân hỏa phượng ma long dù sao cũng chưa đạt tới cảnh giới của hách liên lam phượng, cho nên trình cung không cách nào khác, chỉ có thể hạ xuống ở ngoài thành không xa sau đê ó thu hỏa phượng ma long vào trong không gian ngoại đỉnh của hư không âm dương đỉnh trong tay của trình cung cầm theo phá kiếp thương mũi thương này giống như một cây côn sắt bị mài nhọn lộ ra vẻ cũ nát nhưng trình cung cầm nó trong tay mang theo uy thế vài phần túy miêu trái bốn mập mạp phải ba sắc quỷ sau hai đông phương ngọc xanh phải sau ba trình cung nói xong cầm phá kiếp thương mũi thương nện xuống mặt đất cất bước đi về phía trước lực lượng của mũi thương thẩm thấu xuống mặt đất mặt đất nơi này toàn bộ đều là á hơn nữa trong đê ó còn có trận pháp ngưng tụ nhưng anh kỳ muốn phá cũng không dễ dàng bởi vì á có tương liên với trận thế thành hỏa vân mà vào lúc này trận pháp thành hỏa vân đã mở ra dù sao nội tình của đông phương gia tộc bày ra ở nơi này gặp được chuyện gì phản ứng sẽ vượt sức tưởng tượng của người khác nếu như vừa rồi trình cung trực tiếp dùng hỏa phượng ma long xé rách không gian tiến vào trong thành sẽ gặp trận pháp công kích tới như vậy quá nguy hiểm trình cung vào lúc này bảo túy miêu mập mạp sắc quỷ đông phương ngọc xanh tản ra sau lưng mình thành hình cánh quạt không cần nhiều lời cho dù làng phương ngọc xanh đi theo trình cung trễ nhất bởi vì kinh nghiệm đặc thù nên đã dung nhập vào trong đê ó cũng có thể lĩnh hội ý của trình cung túy miêu tử kim bàn long thương cũng đã lấy ra mũi thương chống xuống đất trảm long đao của mập mạp lúc này vô cùng to lớn ngay cả quỷ thứ của sắc quỷ cũng có thể biến hóa tùy ý quỷ thứ tản mát ra lực lượng đặc biệt dựa theo vị trí của trình cung, không ngừng kéo lê trên mặt đất. Đông Phương Ngọc Xanh sử dụng một thanh tuyệt phẩm linh khí phi kiếm, giống như trình cung, mũi kiếm lao nhà, trình cung phía trước. Bốn người bọn họ theo hình cánh quạt đi theo phía sau, vũ khí va chạm với mặt đất vang lên tiếng kêu len kênh, mặt đất là ạc biệt cũng vỡ vụn, mà vị trí trình cung nói, chính là trọng điểm phá hư trận pháp, mà trình cung dùng bổn mạng chân hỏa quán chú vào trong phá kiếp thương, bổn mạng hỏa chủng của trình cung hiện giờ đã dung hợp thành một thể với càng không hỏa chủng đã sinh ra biến hóa mới rót vào bên trong phá kiếp thương phá kiếp thương nhanh chóng tản ra lực lượng đặc biệt không ngừng phá hủy đường vân của trận pháp chung quanh tuy nhiên mặt đất này được trận pháp gia triệt biệt rồi nhưng dù sao chỉnh thể vẫn tương liên với trận pháp thời điểm bị công kích mạnh mẽ mượn nhật thì của trận pháp mượn nhờ chỉnh thể của trận pháp thành hỏa vân loại phương pháp bày trận này có chỗ tốt nhưng chỗ hỏng cũng rất lớn đối với người am hiểu trận pháp chân chính, đã có quá nhiều sơ hở không cần phải đếm, nhưng nếu không phải cần kéo dài, phải đi qua con đường nhỏ, thì trình cung vào lúc này giả phá hư chỉnh thể cái trận pháp này rồi. Người nào, nhanh chóng dừng lại tiếp nhận thẩm tra, hôm nay đã phong thành, người tự tiện xông vào giết không tha. Chương 698, Cướp Người, 2 Trên tường thành, một gã lĩnh đội tướng quân hét lớn một tiếng, người này không ngờ có tu vi nhân anh tầng 6, linh lung, ta tới đê óng ngươi. Không muốn chết thì cút ngay, Đông Phương Thiên Báo mưu đoạt vị trí gia chủ, phong ấn đại tiểu thư Đông Phương Linh Lung của Đông Phương gia tộc, hôm nay gia chủ chân chính của Đông Phương gia tộc hẳn làng Phương Ngọc Xanh, bây giờ hắn đang đứng ở sau lưng ta, hiện giờ ta muốn dẫn nữ nhân của ta rời đi, ai dám ngăn cản, giết. Ta niệm tình các ngươi đều có huyết mạch Đông Phương gia tộc, không muốn đại khai sát giới, hiểu được biến hóa và vô lực cải biến thì nên đi đi, còn không thiến qua một bên mà nhìn, nếu không đừng trách ta không khách khí. Trình cung mang theo Đông Phương Ngọc Xanh và ba huynh đệ của mình đi vào, cầm phá kiếp thương trong tay, mũi thương kéo lê trên mặt đất quánh lửa bắn ra, bột phát tiếng va chạm to lớn, vô cùng cường thí vào trong nội thành, mà âm thanh của hắn vang vọng thấp thành hỏa vân. Đại thiếu, thật sự là thiếu, đại thiếu làm sao tới đây? Đông Phương Linh Lung đứng ở nơi đê ó, khó mà bình tĩnh được, trong mắt tràn ngập lo lắng. Đến bây giờ, Loại cục diện này, nàng đã sớm bỏ đi hy vọng, nàng ta không còn sợ bất cứ chuyện gì, nhưng lại không hy vọng người nàng yêu lâm vào trong chuyện này. Nàng biết rõ hôm nay Đông Bắc Đan Châu có nhiều nguy hiểm, biết rõ hành động của Trình Cung sẽ mang tới hậu quả như thế nào. Khục! Khục! Ai? Là ai đê ánh lén ta? Mẹ kiếp! Là chơi chó má gì? Cũng dám đến Đông Phương gia tộc của ta hung hăng càng quấy. Vào lúc này Đông Phương nhất minh cảm giác được đầu mình như sắp nổ tung, vừa rồi hắn bị tổn thương không nhẹ chút nào, nếu như không phải khoảng cách quá xa, trên người hắn cũng có một ít đồ vật bảo vệ tính mạng, một kích vừa rồi đã lấy tính mạng của hắn đi, nhưng cho dù như thế, hắn vẫn bị thương không nhẹ, liên tiếp ho ra vài bún máu, lỗ tai, trong lỗ mũi cũng có máu chảy ra, tức giận trống lên, chuyện này, chuyện này, không ngờ có người dám tới đoạt hôn, quả thực quán cuồng rồi, đúng vậy a. À. Đông phương gia tộc cùng Bắc minh gia tộc quan hệ thông gia, không ngờ có người dám tới đoạt hôn, ai vậy, ai mà có to gan như vậy, hắn còn mẹ nó quá trâu bò, vấn đề này cho dù mọi người có thể được, nhưng đông phương thiên báo khống chến phương gia tộc, cho nên không ai dám nói ra khỏi miệng, trước kia đông phương gia tộc giết không biết bao nhiêu người dám nói ra lời này, hiện giờ hắn lại nói ra ở đây, thành hỏa vân này cách tổng bộ của đông phương gia tộc không tới 2.000 dặm, cho nên đông phương gia tộc không coi vào đâu lại có người dám tới cướp dâu, đê uống là chán sống mà. người trong thành hỏa vân khiếp sợ nghị luận với nhau, nhưng lại không dám nói bậy chuyện của đông phương thiên báo vàng phương gia tộc, cũng không dám mở miệng ra nói chuyện. dù sao đông phương thiên báo thượng vị mấy năm nay đã huyết tẩy mấy lần rồi. đây làng bắc đan châu, đông phương gia tộc, bắc minh gia tộc chính là tồn tại cường đại nhất, mà dám ở thành hỏa vân trong phạm vi quản hạt của đông phương gia tộc không coi vào đâu. đông phương gia tộc chính là thần trừ một ít tu chân giả thực lực cường đại, người bình thường không dám mở miệng nói lớn tiếng, thậm chí không dám nói ra bất cứ lời nào. Người nọ thật sự là Ngọc Xanh thiếu gia, ta đã nhìn thấy qua, làm sao bây giờ? Thiếu chủ có lý, chúng ta sẽ động thủ sao? Thiếu gia Ngọc Xanh còn chiếm chúng ta tu luyện. Các ngươi thất thần cái gì ó, lập tức bắt bọn chúng lại cho ta. Tướng quân thủ thành nhìn thấy thủ hộ không cuốn thủ, cho nên tức giận gầm lên một tiếng, ra lệnh bắt bọn người trình cung lại nhưng trình cung nói ra lời kia vẫn có tác dụng rất lớn nhất làng phương ngọc xanh chính là thiếu chủ đông phương gia tộc đang đứng ở bên cạnh những người kia trong khoảng thời gian ngắn không biết nên làm cái gì bọn họ cứ vậy mà chậm trễ trình cung mang theo bốn người tiến vào dưới thành lúc này một ít thủ hạ tâm phúc của tên tướng quân đã thúc giục trận pháp công kích cũng có người sử dụng thần thông tiến hành công kích từ xa phá cho ta trình cung dùng lực lượng của phá kiếp thương bọn người túy niêu phối hợp đã mượn nhờ một ít chi nhanh của trận pháp mà thẩm thấu vào thành trình cung vào lúc này bộc phát trực tiếp đê ánh một lỗ hỏng trên trận pháp của thành hỏa vân sau đê ó vận kính lên phá kiếp thương sử dụng bổn mạng chân hỏa trực tiếp bay ra ngoài bành vào lúc phá kiếp thương đê ánh một lỗ hỏng trên thành hỏa vân cũng trực tiếp dùng dao găm đâm xuyên qua người tên tướng quân kia phàm là người có chút lương tri đều lăn qua một bên cho bổn thiếu chủ các ngươi không có biện pháp chống cự nhưng hiện tại tốt nhất không nên trợ trụ vi ngược, ta chính làng Phương Ngọc Xanh, cháu của Đông Phương Trung Đạo, là con của gia chủ Đông Phương Xuất, phụ thân của ta biện Phương Thiên báo ám toán, mưu đoạt vị trí gia chủ Đông Phương gia tộc, ai dám trợ trụ vi ngược, trình cung đê ánh chết tên tướng quân Thủ Thành, Đông Phương Ngọc Xanh cùng bọn người túy miêu giết vào, mục tiêu chính là những tên dám ra tay với bọn họ. Đông Phương Ngọc Xanh và Trình Cung kêu gọi đầu hàng, cùng kêu lớn lên, âm thanh của bọn họ vang vọng của thành hỏa vân, có thể vang vọng cả thành hỏa vân có thể kinh động đông phương gia tộc đây cũng là một loại thăm dò thăm dò phản ứng của đông phương gia tộc điểm ấy trên đường đi trình cung và sắt quỷ đông phương ngọc xanh đã nghiên cứu thảo luận qua trước kia đông phương ngọc xanh không hiểu tình huống trong gia tộc hắn và bọn người trình cung cũng vậy dùng tư cách người ngoài mà đối đãi cũng may còn có hệ thống tình báo của lý gia cung cấp tình báo lý gia phân tích tình báo trên khắp cửu châu đại địa cũng lạc nhất vô nhị dù sao Lý Gia dựa vào dịch sổ, suy diễn làm chủ, trong khi bọn họ nhìn ra, Đông Phương gia tộc sở dĩ có thể xảy ra biến cố, cũng bởi vì phương trung đạo biến mất, Đông Phương xuất tu luyện xảy ra vấn đề, mà bọn họ chỉ có một mình Đông Phương Ngọc Xanh là truyền nhân. Hiện tại còn chưa có biện pháp khơi màu dông tố, nếu như một thời gian sau, Đông Phương Linh lung ngược lại có thể, nhưng hiện giờ còn kém chút hỏa hầu. Mặc dù nói lực ảnh hưởng của Đông Phương Trung Đạo, Đông Phương Xuất còn rất lớn, nhưng đối với cả gia tộc mà nói, phải có người đứng ra, nhất là vào thời điểm Bắc Minh gia tộc lấp áp, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Đông Phương Thiên Báo mới có thể ngồi lên vị trí gia chủ Đông Phương gia tộc, nếu như Đông Phương xuất không có việc gì, hắn tuyệt đối không có khả năng thành công. Đa số người có lẽ đều dùng lợi ích gia tộc mà cân nhắc, mới có thể cho Đông Phương Thiên Báo lên làm gia chủ, nhưng sau khi hắn lên làm gia chủ, nắm giữ tài nguyên, lực lượng và quyền nói chuyện rất nhiều chuyện không bị khống chế, chương 699, giết vào thành. Dù sao Đông Phương Thiên Báo lên nắm giữ vị trí gia chủ không bao lâu, thân tính chân chính không nhiều, nhất là thần Long Tiên Cung xuất hiện, hắn khẳng định mang theo những người mạnh nhất rời đi, đây là thời điểm không có lực lượng chấn nhiếp, đương nhiên, thời điểm Đông Phương Thiên Báo không có mặt, cho nên phải nhân lúc này ổn định những người khác của Đông Phương gia tộc mới được, Đông Phương Ngọc Xanh vừa giết, vừa dựa theo lời của Trình Cung mà hô hào lên, lập tức đê ánh chết một ba gã anh, chỉ bằng các ngươi là những phế vật mà muốn ngăn cản chúng ta, chết, hiện giờ ai dám chặn đường, giết, quá yếu, mập mạp, sắc quỷ, túy miêu ba người thế không thể, sát khí trùng thiên, trình cung đưa tay thu hồi phá kiếp thương, thần niệm cường đại làm thân thể rất nhiều người run rẩy mà không biết người khác lại cho rằng những người này đang giải dụa, đã bị lời nói ảnh hưởng, Đông Phương Ngọc Xanh xuất hiện, lời hắn nói đê úng là ảnh hưởng tới rất nhiều người, nhưng Đông Phương Thiên Báo cũng kinh doanh một ít năm, cho nên không có bao nhiêu người dám dứng ra, nhưng thần niệm của Trình Cung đạp tới những người không phải tử trung, bọn họ thống khổ không chịu nổi, mâu thuẫn, giải dụa, Đông Phương Linh Lung là nữ nhân của Trình Cung ta. Hôm nay ai dám ngăn cản, giết, âm thanh của Trình Cung, lại vang vọng khắp thành hỏa vân, ta kháo, giết, giết chết đê ám hỗn đảng này. Biết rõ Trình Đại Thiếu là ai không, không biết đều là dế nhũi trình đại thiếu vừa mới thống nhất Nam Chim Bộ Châu, tiêu diệt yêu thú triều của yêu tộc, yêu thú giết vô số kể. Ngay cả thiếu cung chủ thất âm cầm cung tần vô ngân muốn nhúng chàm vào Nam Chiêm Bộ Châu đều bị giết. Phù Văn Tông Nguyệt Minh Thái Tử cũng bị giết. Côn bằng Thái Tử Trâu Bò cũng bị ánh không thấy mặt mũi. Nhớ kỹ, chúng ta chính là tử hại của Nam Chim Bộ Châu. Cho tới bây giờ chỉ có chúng ta ức hiếp người khác. Không có người nào dám trâu bò trước mặt chúng ta. Mẹ kiếp, một đê ám tiện nhân, dám chọc chúng ta, ta sẽ cho các ngươi chết mà không thế nào, hôm nay ai dám ngăn cản liền giết kẻ đê ó, giết hắn máu chảy thành sông, giết hắn người ngã ngựa đổ, giết, âm thanh của mập mạp cùng sắc quỷ vang vọng, túy Miêu không nói lời nào, sát khí toàn thân phóng thẳng lên trời. Đi theo xua lưng trình cung, tuy mấy người không cần tiếp tục phá hư trận pháp, nhưng tư thế rất lãnh khốc, vẫn bảo trì tư thế ó tiến lên phía trước, lời của bọn người mập mạp đều quý cả, chấn nhiếp người trong thành hỏa vân, sau đê ó dứt vào những tên lính thủ thành bị thần niệm của trình cung áp chế, bởi vì có nguyên nhân làng phương ngọc xanh, tuyệt đại đa số không có ra tay, nhưng loại thần niệm áp chế này, trình cung hiện giờ cũng không có biện pháp sử dụng, khoảng cách gần khá tốt, nếu như cự ly xa người không bị ảnh hưởng giết qua, có sử dụng tiếp hiệu quả cũng giảm bớt rất nhiều, dù sao thần niệm áp chế chỉ có tác dụng khi tâm thần đối phương bất ổn, tạo ra áp lực, cũng không phải là thực thể cải biến ý niệm trong đầu của bọn họ mà lời của bọn mập mạp đã công khai thân phận của mình, làm cho những người không liên hệ tới lợi ích tạm thời đứng coi, từ Nam Chiêm Bộ Châu đến, chẳng lẽ là tên Trình Cung của Trình gia vừa cuộc khởi ở Nam Chiêm Bộ Châu, ta đã từng nghe người ta nói qua, nghe nói Yêu tộc, Thất Âm Cầm cung, Bà La đa thần miếu, Phù Văn Tông Liên thủ cũng không làm giệt hắn, nhưng hình như Yêu tộc cũng không buông tha cho hắn, không ngờ hắn lại chạy tới đây, không ngờ Trình Cung lại là nữ tế của Đông Phương gia tộc nghe nói sau lưng của hắn có siêu cấp thế lực ủng hộ hắn còn là cháu ngoại của điện vị thiên cung thần điện nếu là như vậy hắn có lai lịch rất lớn nha bản thân mình khống chế một châu lại có thiên cung thần điện và các thế lực khác ủng hộ lần này náo nhiệt rồi chỉ sợ trời của đông bắc đan châu cũng thay đổi một ít người có tin tức linh thông nói rõ toàn bộ tình huống của nam chiêm bộ châu đều nhao nhao nghị luận nhưng vào lúc này người của đông phương gia tộc không ngừng chạy tới nơi này chính là phương cung cấp nhân tài liên tục cho đông phương gia tộc là phương nhiều tư nguyên sau khi đông phương thiên báo thượng vị đã nắm giữ thành hỏa vân này vào trong tay ở nơi này người của đông phương thiên báo không ít tuy không phải quân đội tinh nhuệ chính quy như binh lính thủ thành nhưng cũng có hơn trăm tên nhân anh từ bốn phương tám hướng lao tới trong đê ó chỉ có năm tên địa anh đại đa số những người này mặc quần áo lố lăng vừa nhìn là biết là tán tu kiệt ngao bất tuần Căn cứ tư liệu của Lý Gia, năm đê Ung Phương Thiên Báo không tranh giành vị trí gia chủ được với Đông Phương Trung Đạo, dưới sự phẫn nộ mà ra tay đê ánh Đông Phương Trung Đạo trọng thương. Lúc ấy Đông Phương Trung Đạo đã là gia chủ Đông Phương gia tộc, thiếu chút nữa gia tộc vì thế mà giết hắn. Lúc ấy Đông Phương Trung Đạo cầu tính mới tha cho Đông Phương Thiên Báo một mạng, nhưng lại đuổi hắn ra khỏi Đông Phương gia tộc. Đông Phương Thiên Báo ở bên ngoài bằng vào thủ đoạn hung ác của mình, cũng thành lập một thế lực to lớn hắn còn mời chào rất nhiều tán tu, hùng bá một phương, ở vào vị trí giao giới của Đông Bắc Đan Châu và Bắc Câu Lô Châu, khống chế gần 10 vạn dặm chung quanh. Về sau Đông Phương Trung Đạo mất tích, Đông Phương xuất tu luyện xảy ra vấn đề, hắn cường thế trở về, trợ giúp Đông Phương gia tộc đứng vững trước công kích của Bắc Minh gia tộc, thể hiện thủ đoạn nhất định, rốt cục lấy được gia tộc thừa nhận mà trở thành gia chủ Đông Phương gia tộc. Lúc ấy bên trong gia tộc cũng quýnh lợi dụng Đông Phương Thiên Báo, nhưng không nghĩ tới thủ đoạn của hắn cứng rắn. Sau khi lên đê ai à dùng thân phận gia chủ nhanh chóng ổn định đại cục, mà nguyên nhân rất lớn trong đê ó, chính là hắn khống chết một nhóm người mà hắn đê ào tạo ở bên ngoài, mấy tiểu bối, cũng dám đến làm càng, quả thực không biết chết. Lúc này, có một tên địa anh tầng 7 có tốc độ nhanh nhất, xông lên, cầm trong tay một thanh thượng phẩm linh khí, cuồng ngạo muốn đi đê ánh chết túy niêu đã say khước, oanh, tử kim bàn long thương trong tay của túy niêu lập tức xoay tròn, gia tốc, trong chốc lát con tử long trên thương như sống lại, trên thân thể mang theo lôi quang, khí thế hung hãn vượt qua sức tưởng tượng, không tốt, tên gia hỏa địa anh tần bay biết rõ không tốt, toàn lực thúc giục pháp bảo trong tay của mình. Hắn không nghĩ tới tên này có tuổi nhìn chưa tới 20, toàn thân đầy mùi rượu, lại ra tay kinh khủng như thế, tại sao có thể như vậy, nếu như cuộc lực lượng này, cho dù ở châu khác cũng vô cùng nổi danh, giống như côn bằng thái tử của yêu tộc, thất âm cầm cung tần vô ngân thậm chí là trình cung cũng biết rõ một ít, nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có con ma men nào mạnh như thế. Cảnh giới của hắn lại cân hơn mình, lực lượng và khí thế phát ra cũng quá mạnh mẽ, thậm chí vượt qua tồn tại địa anh tầng 9, chương 700, một cái tác chụp chết, một. Dù sao Đông Phương Thiên báo lên nắm giữ vị trí gia chủ không bao lâu, thân tính chân chính không nhiều, nhất là thần Long Tiên Cung xuất hiện, hắn khẳng định mang theo những người mạnh nhất trời đi, đây là thời điểm không có lực lượng chấn nhiếp, đương nhiên, thời điểm Đông Phương Thiên Báo không có mặt, cho nên phải nhân lúc này ổn định những người khác của Đông Phương gia tộc mới được. Đông Phương Ngọc Xanh vừa giết, vừa dựa theo lời của Trình Cung mà hô hào lên, lập tức đê ánh chết một ba gã anh, chỉ bằng các ngươi là những phế vật mà muốn ngăn cản chúng ta, chết, hiện giờ ai dám chặn đường, giết, quá yếu, mập mạp, sắc quỷ, túy miêu ba người thế không thể, sát khí trùng thiên. Trình Cung đưa tay thu hồi phá kiếp thương, thần niệm cường đại làm thân thể rất nhiều người run rẩy mà không biết người khác lại cho rằng những người này đang dãy dụa đã bị lời nói ảnh hưởng đông phương ngọc Xanh xuất hiện lời hắn nói đê úng là ảnh hưởng tới rất nhiều người nhưng đông phương thiên báo cũng kinh doanh một ít năm cho nên không có bao nhiêu người dám dứng ra nhưng thần niệm của trình cung đạp tới những người không phải tử trung bọn họ thống khổ không chịu nổi mâu thuẫn dãy dụa đông phương linh lung là nữ nhân của trình cung ta hôm nay ai dám ngăn cản dết âm thanh của trình cung lại vang vọng khắp thành hỏa vân ta kháo dết dết chết đê ám hỗn đảng này biết rõ trình đại thiếu là ai không không biết đều là dế nhũi trình đại thiếu vừa mới thống nhất nam chiêm bộ châu tiêu diệt yêu thú triều của yêu tộc yêu thú dết vô số kể ngay cả thiếu cung chủ thất âm cầm cung tần vô ngân muốn nhúng chàm vào nam Chim bộ châu đều bị vết. phù văn tông nguyệt minh thái tử cũng bị dết côn bằng thái tử trâu bò cũng bị ánh không thấy mặt mũi. Nhớ kỹ, chúng ta chính là tử hại của nam chim bộ châu, cho tới bây giờ chỉ có chúng ta ức hiếp người khác, không có người nào dám trâu bò trước mặt chúng ta. Mẹ kiếp, một đê ám tiện nhân, dám chọc chúng ta, ta sẽ cho các ngươi chết mà không thế nào. Hôm nay ai dám ngăn cản liền giết kẻ đê ó, giết hắn máu chảy thành sông, giết hắn người ngã ngựa đổ, giết, âm thanh của mập mạp cùng sắc quỷ vang vọng, túy miêu không nói lời nào, sát khí toàn thân phóng thẳng lên trời. Đi theo xua lưng trình cung, tuy mấy người không cần tiếp tục phá hư trận pháp, nhưng tư thế rất lãnh khốc, vẫn bảo trì tư thế ó tiến lên phía trước, lời của bọn người mập mạp đều quý cả, chấn nhiếp người trong thành hỏa vân, sau đê ó giết vào những tên lính thủ thành bị thần niệm của trình cung áp chế, bởi vì có nguyên nhân làng phương ngọc xanh, tuyệt đại đa số không có ra tay, nhưng loại thần niệm áp chế này, trình cung hiện giờ cũng không có biện pháp sử dụng, Khoảng cách gần khá tốt, nếu như cự ly xa người không bị ảnh hưởng vết qua, có sử dụng tiếp hiệu quả cũng giảm bớt rất nhiều. Dù sao thần niệm áp chế chỉ có tác dụng khi tâm thần đối phương bất ổn, tạo ra áp lực, cũng không phải là thực thể cải biến ý niệm trong đầu của bọn họ, mà lời của bọn mập mạp đã công khai thân phận của mình, làm cho những người không liên hệ tới lợi ích tạm thời đứng coi. Từ Nam Chim Bộ Châu đến, chẳng lẽ là tên trình cung của trình gia vừa cuộc khởi ở Nam Chim Bộ Châu, ta đã từng nghe người ta nói qua, nghe nói yêu tộc, thất âm cầm cung, bà la đa thần miếu, phù văn tông liên thủ cũng không làm ghiệt hắn, nhưng hình như yêu tộc cũng không buông tha cho hắn, không ngờ hắn lại chạy tới đây, không ngờ trình cung lại là nữ tế của đông phương gia tộc, nghe nói sau lưng của hắn có siêu cấp thế lực ủng hộ, hắn còn là cháu ngoại của điện vị thiên cung thần điện, nếu là như vậy, hắn có lai lịch rất lớn nha, bản thân mình khống chế một châu lại có thiên cung thần điện và các thế lực khác ủng hộ, lần này náo nhiệt rồi, chỉ sợ trời của Đông Bắc Đan Châu cũng thay đổi. Một ít người có tin tức linh thông nói rõ toàn bộ tình huống của Nam Chim Bộ Châu, đều nhao nhao nghị luận, nhưng vào lúc này, người của Đông Phương gia tộc không ngừng chạy tới, nơi này chính là phương cung cấp nhân tài liên tục cho Đông Phương gia tộc, là phương nhiều tư nguyên, sau khi Đông Phương thiên báo thượng vị, đã nắm giữ thành hỏa vân này vào trong tay. Ở nơi này, người của Đông Phương Thiên Báo không ít, tuy không phải quân đội tinh nhuệ chính quy như binh lính thủ thành, nhưng cũng có hơn trăm tên nhân Anh từ bốn phương tám hướng lao tới, trong đê ó chỉ có năm tên địa Anh. Đại đa số những người này mặc quần áo lố lăng, vừa nhìn là biết là tán tu, kiệt ngao bất tuần. Căn cứ tư liệu của Lý Gia, năm đê Ung Phương Thiên Báo không tranh giành vị trí gia chủ được với Đông Phương Trung Đạo, dưới sự phẫn nộ mà ra tay đê ánh Đông Phương Trung Đạo trọng thương. Lúc ấy Đông Phương Trung Đạo đã là gia chủ Đông Phương gia tộc, thiếu chút nữa gia tộc vì thế mà giết hắn. Lúc ấy Đông Phương Trung Đạo cầu tính mới tha cho Đông Phương Thiên Báo một mạng, nhưng lại đuổi hắn ra khỏi Đông Phương gia tộc. Đông Phương Thiên Báo ở bên ngoài bằng vào thủ đoạn hung ác của mình, cũng thành lập một thế lực to lớn. Hắn còn mời chào rất nhiều tán tu, hùng bá một phương, ở vào vị trí giao giới của Đông Bắc Đan Châu và Bắc Câu Lô Châu, khống chế gần 10 vạn dặm chung quanh. Về sau Đông Phương Trung Đạo mất tích, Đông Phương xuất tu luyện xảy ra vấn đề, hắn cường thế trở về, trợ giúp Đông Phương gia tộc đứng vững trước công kích của Bắc Minh gia tộc, thể hiện thủ đoạn nhất định, rốt cục lấy được gia tộc thừa nhận mà trở thành gia chủ Đông Phương gia tộc. Lúc ấy bên trong gia tộc cũng quýnh lợi dụng Đông Phương thiên báo, nhưng không nghĩ tới thủ đoạn của hắn cứng rắn. Sau khi lên đê ai à dùng thân phận gia chủ nhanh chóng ổn định đại cục, mà nguyên nhân rất lớn trong đê ó, chính là hắn khống chết một nhóm người mà hắn đê ào tạo ở bên ngoài, mấy tiểu bối cũng dám đến làm càng, quả thực không biết chết. Lúc này, có một tên địa anh tầng 7 có tốc độ nhanh nhất, xông lên, cầm trong tay một thanh thượng phẩm linh khí, cuồng ngạo muốn đi đê ánh chết túy niêu đã say khước. Oanh, tử kim bàn long thương trong tay của túy niêu lập tức xoay tròn, gia tốc, trong chốc lát con tử long trên thương như sống lại, trên thân thể mang theo lôi quang, khí thế hung hãn vượt qua sức tưởng tượng, không tốt. Tên gia hỏa địa anh tầng bay biết rõ không tốt, toàn lực thúc giục pháp bảo trong tay của mình hắn không nghĩ tới tên này có tuổi nhìn chưa tới 20, toàn thân đầy mùi rượu, lại ra tay kinh khủng như thế, tại sao có thể như vậy, nếu như cuộc lực lượng này, cho dù ở châu khác cũng vô cùng nổi danh, giống như côn bằng thái tử của yêu tộc, thất âm cầm cung tần vô ngân, thậm chí là trình cung cũng biết rõ một ít, nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có con ma men nào mạnh như thế, cảnh giới của hắn lại cân hơn mình, lực lượng và khí thế phát ra cũng quá mạnh mẽ, thậm chí vượt qua tồn tại địa anh tầng 9, chương 701, một cái tác chụp chết, 2. Mà khi những người này phát hiện trình cung sử dụng một chiêu huyết thương khung đại thủ ấn diệt sát năm tên mạnh nhất của bọn chúng, thời điểm muốn bỏ chạy, còn lại chưa đủ 30 người, chạy mau, thông thi cho thiếu gia, thông tri gia chủ, chạy mau, bọn chúng chạy trốn, phản ứng đầu tiên của mập mạp, túy miêu, đông phương ngọc xanh đê ó không phải là truy kích, mà không hẹn cười lên nụ cười xấu xa, đồng thời lấy đang dược ra giống như ăn đường đậu ném vào miệng đây chính làm dựa vào khi bọn họ liều mạng trước khi đến đây trình cung cũng đã nói với hách liên lam phượng địa anh cần một ít thủ đoạn bảo vệ cho dù bọn họ bị thiên anh oanh kích cũng không tới mức bị ánh chết ngay tuy ở trong vạn ma lôi trì có thời gian gia tốc để tu luyện công thêm tiểu phong tử vào lúc nào cũng chú ý tới bọn họ bọn họ cũng không có chết nhưng bọn họ thật sự cũng có vốn luyến liều mạng đương nhiên những vốn liếng sau lưng này đê ó chính là đang dược cường đại chèo chống, bành, mạnh nhất, sông nhanh nhất đều bị giết, còn lại chỉ là một ít nhân anh và anh tầng năm là chiếm đa số, tuy bọn chúng rất thông minh là bỏ chạy, nhưng vừa mới bay ra ngoài không xa, có một người nhìn thấy một thân ảnh xuất hiện trước mặt của mình, quỷ thứ của sắc quỷ đảm thủng người hắn, mà cùng một thời gian, thân thể sắc quỷ như tách ra, đồng thời xuất hiện ở phương vị khác, không trung liên tục nổ vang, ba mươi mấy người không có một người đê ào tẩu toàn bộ bị ánh chết tại chỗ. Năng lực khống chế không gian gần của sắc quỷ hiện giờ đã không kém thiên anh bao nhiêu, thi triển năng lực đâm phá không gian vô cùng kín người, tu luyện trong mật cảnh vạn ma lôi trì, mọi người đều thấm sâu vào người, hiểu rất rõ, những tên được Đông Phương Thiên báo phái tới Thành Hỏa Vân đều nắm giữ chút đang dược, tài nguyên, quản lý quá trình vận hành Thành Hỏa Vân, lại chết nhanh như thế, mà bọn người trình cung quá hung mãnh cũng triệt để làm rung động tất cả tu chân giả trong Thành Hỏa Vân ngay cả mấy tên thiên anh của thế lực khác tới thành hỏa vân này, cũng nhịn không được hít một hơi lãnh khí, cướp dâu mà dám huyết tinh, hung mảnh như thế, chỉ sợ bọn họ là người đầu tiên. Đông phương gia tộc ta chưa từng để tới ngoại nhân, huyết mạch đông phương gia tộc vô cùng cao quý, không phải ai muốn làm gì thì làm, cưỡi lên đầu, có biết hay không, tất cả thế lực lớn của cửu châu đại địa đang cười đông phương gia tộc, chế nhạo đông phương gia tộc chúng ta không người, luôn lạc tới mức để một đê ám tán tu trong coi thành hỏa vân. Đông Phương Ngọc Sanh ta hôm nay muốn đuổi toàn bộ đê ám tạp chủng này ra khỏi Đông Phương gia tộc, phụ thân đã truyền thừa đăng đỉnh giao cho ta, Đông Phương Thiên báo không có truyền thừa đăng đỉnh, cũng không có biện pháp làm cho Hỏa Long ở ngọn núi chính tăng lên, cộng thêm không có biện pháp mở truyền thừa đăng đỉnh, hiện giờ ta 16 tuổi, hôm nay đã có tu vi địa anh tầng 7, có thể vượt cấp khiêu chiến địa anh tầng 9, ta có lòng tin trước 20 tuổi đột phá thiên anh, Đông Phương gia tộc không cần dựa vào ngoại nhân Thành Hỏa Vân chính là trọng địa của Đông Phương gia tộc, thế lực Đông Phương gia tộc ở chỗ này cường đại tới mức không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên đây ó là bọn họ giết một ít người không nên tồn tại, nếu như đổi thành người khác, cho dù là năm tên thiên anh lại hung mãnh, cũng có vô số người liều lĩnh xông lên liều mạng với bọn họ, nhưng bọn họ lại khác, Trình Cung vừa công khai thân phận, khống chế Nam Chim Bộ Châu, sau lưng Trình đại thiếu có thế lực vô cùng cường đại, cũng là nam nhân của Đông Phương Linh Lung đại tiểu thư hơn nữa còn nam nhân siêu cấp hung mảnh, huống chi, còn cung phương ngọc xanh thiếu gia ở đây, màn phương ngọc xanh nói ra lời này, làm cho không ít người do dự dừng lại, càng có một ít người bị nói mặt đỏ tới mang tai, nếu như trước khi không phải có bắc minh gia tộc, đông phương thiên báo nhất trối ngoại, hiệu lên cho gia tộc, chỉ sợ thủ đoạn đông phương thiên báo có mạnh hơn nữa, cũng không có khả năng ổn định cục diện, dù sao đông phương gia tộc truyền thừa quá lâu, màn phương ngọc xanh lại dùng chiêu bài chính thống giết trở lại cộng thêm hắn hung mảnh như thế trải qua trình cung truyền thụ lời nói có sức đã kích kinh người làm cho một ít người đông phương gia tộc không chịu nổi mẹ kiếp đã sớm không quen nhìn đê ám người kia đông phương thiên báo là kẻ bị trục xuất khỏi gia tộc có gì tư cách gì làm gia chủ còn mang theo nhiều ngoại nhân trở về ta ủng hộ ngọc sanh thiếu gia thừa kế gia chủ đúng vậy ta cũng ủng hộ đông phương gia tộc ta là tồn tại gì lại cần hy sinh đại tiểu thư đổi lấy hòa bình chết có gì sợ cùng lắm liều chết với bắc minh gia tộc cũng không thể cho đại tiểu thư gả cho tên bại hoại bắc minh triều kia ủng hộ ngọc sanh thiếu gia làm gia chủ liều mạng với bắc minh gia tộc ủng hộ cô gia đông phương ngọc sanh không nghĩ tới những lời trình cung dạy bảo lúc trước lại có hiệu quả như vậy tuy hắn đã có liên hệ tốt với một đê ám người ở đây nhưng thêm nữa cũng có người không thể liên hệ trên thực tế phương ngọc sanh chỉ nói chuyện với trình cung Đông Phương Xuất cuối cùng đã giao tính vật truyền thừa gia chủ là đan đỉnh của Đông Phương gia tộc cho Đông Phương Linh Lung, nhưng Trình Cung nói cho hắn biết, loại thời điểm này không nên nói như vậy, nhất định phải cho người khác tin tưởng hắn là người thừa kế chính thống, biểu hiện ra thiên phú siêu nhất đẳng của mình, nhìn thấy phản ứng chung quanh, Trình Cung cũng buông lỏng một hơi, xem ra Đông Phương gia tộc cũng chưa có biện phương thiên báo khống chế chân chính, trong nội tâm của những người này đều có tâm lý phức tạp về phần để cho đông phương ngọc xanh nói ra những lời sau đê ó chủ yếu không phải cho bọn nghe trình cung muốn cho một ít tồn tại cường đại đang chú ý lắng nghe đối với một đại siêu cấp đại gia tộc chân chính thiên tài tuổi trẻ lại có tiềm lực vượt xa lão gia hỏa có lực lượng cường đại càng có thể mang tới hy vọng cho gia tộc mà vào lúc này càng ngày càng nhiều người đi sau lưng bọn họ ngẫu nhiên có một ít muốn ngăn ngăn nhưng đã không cần trình cung ra tay đã có người giết hắn rồi mặc dù bọn người trình cung không có bay nhưng tốc độ lại nhanh kinh người, một bước ngàn mét, giống như xẹt qua hư không, vô số người trúy, một đoàn người bọn họ nhanh chóng đi vào hành cung. Mà vào lúc này, tên trưởng lão địa anh đỉnh phong phụ trách hộ tống Đông Phương Linh Lung, vừa mới tập trung tất cả mọi người vào tay, vừa mới bị thần niệm của trình cung làm bị thương, Đông Phương Nhất Minh vẫn chưa khôi phục lại hoàn toàn, liền phát hiện trình cung đã cầm phá kiếp thương, túy miêu, sắc quỷ, mập mạp, Đông Phương Ngọc Xanh bốn người cũng kéo lê vũ khí sau lưng hắn, toàn thân tản sát khí kinh hồn ở phía sau lưng của bọn họ là cả trăm người ở chỗ xa hơn còn có rất nhiều tu chân giảng nhìn tình huống bên này